Chào tất cả anh em vào chị Hiền lớp mình nhặt từ lũy chị tám rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với sự kiện cào vàng của ngày 26 tháng 11. Tuy nhiên thì đây sẽ không phải là sự kiện chính mà mình muốn nói tới trong video này. Cái quan trọng là ngày mai các bạn ạ, cái quan trọng là ngày mai sẽ là ngày bắt đầu có mèo thần tài, hay bên này nó gọi là cái máy kéo. Nó tương đương với mèo thần tài, tức là chúng ta có thể dùng kim cương để quay ra một lượng kim cương lớn hơn. Hoàn toàn free các bạn ạ, hoàn toàn free các bạn ạ. Và cái điều kiện để các bạn có thể quay tối đa mốc mèo rất đơn giản, đó chỉ là VIP 5 mà thôi. Và mốc cuối cùng của nó thì điều kiện cần lên tới 57 kim cương. Cho nên những bạn nào mà không có VIP thì mình nghĩ rằng cũng không cần thiết phải so đo tính toán làm gì cả. Vì ví dụ như mình VIP 9 này đúng không, chắc thì đã quay được mốc hơn 20 kim cương. Nói chi là mốc 57 kim cương các bạn ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là võ sĩ mới, Meili sẽ là võ sĩ tiếp theo được cao ép quyền vương 98 Mỹ xe vũ USA ra mắt. Đây là một võ sĩ gây khá nhiều tranh cãi cho nhiều người chơi, đại đa phần bộ phận người chơi, đó là lên đưa Meili vào team gì thì thích hợp, và thực sự nó có xứng đáng là một con tư chất 14 mạnh mẽ hay không, đóng vai trò gì trong team, gây hiệu ứng hay là sát thủ hay là hỗ trợ đúng không là chính. Thì video này thì mình xin phép chia sẻ một vài quan điểm của cá nhân mình, có tham khảo từ các anh em trên group, tập hợp lại các ý kiến đúng không, mà trong đó có cả ý kiến của mình nữa về võ sĩ Meili này. Thực sự thì võ sĩ Meili ngay từ những ngày đầu tiên nó ra mắt ở bản USA các bạn nha, chứ không nói ở bản các server khác như là Nhật Bản hay là server Đông Nam Á gì khác hay ở Trung Quốc, nhưng riêng ở server USA thì sự bộ kỹ năng của con Meili này làm cho mình hết sức đau đầu. Chỉ trong một thoáng chốc mình không thể nào thuộc được bộ kỹ năng của nó các bạn ạ, và thực sự không thể vận dụng thành thục được bộ kỹ năng của nó, và mình cũng đã tốn khá nhiều thời gian để nghiên cứu mới cho ra được cái video này để chia sẻ với anh em về con Meili này. Thực sự nó rất phức tạp chứ không hề đơn giản như là những cái võ sĩ khác đâu các bạn ạ. Nó lằng nhằng dây điện ghê gớm luôn. Đấy, chúng ta hãy cùng xem nó phức tạp lằng nhằng như thế nào, và cụ thể thì với cái sự phức tạp như thế thì nó lên ở đội hình như thế nào là hợp lý. Trước tiên thì chúng ta cùng nhìn qua vào bộ kỹ năng của con Meili. Hôm trước thì mình có phân tích về các chỉ số này rồi đúng không? Các chỉ số này thì nó công thủ lẫn lộn lung tung các bạn ạ. Nó không thiên hướng hẳn về công mà cũng không thiên hướng hẳn về thủ. Đấy, công cũng có mà thủ thì cũng có, chứ không phải là thiên hẳn về ai cả. Trên bộ kỹ năng này, cái chắc chỉ số này mình nghĩ là nó không quan trọng lắm. Chúng ta đi vào các phần chi tiết hơn, đó là các phần về duyên nổi và duyên gầm. Thì ở đây thì mới chỉ có duyên nổi thôi, còn duyên gầm thì ở tức là để nâng lục môn bát môn đi các bạn ạ. Thì ở bên server Mỹ, ở bên server Trung Quốc hoặc là Nhật Bản này, thì nó là con Momoko này, rồi là có cái hội bánh bao với Athena với cả con Chin này. Đấy, nó là cái đội đấy, đội siêu năng này. Đấy. Nhưng mà ở trong cái bản USA này thì tất nhiên là bộ kỹ năng của nó đã khác rồi, thì chắc chắn là cái phần duyên ngầm của nó cũng khác, cái điều kiện để nâng lục môn lan môn nó khác các bạn ạ. Thì cái này thì chắc chắn là mình nghĩ rằng hầu hết chúng ta cũng phải đợi thôi, nên là cái này là sẽ bỏ ngỏ các bạn nhé, bỏ ngỏ. Ở đây là một điều khá là thiệt thòi cho Meili khi mà không biết trước được cái bộ duyên ngầm của nó, thành ra là cái việc tính đường dài cho nó là sẽ khá khó khăn, đánh giá cá nhân của mình là như vậy. Tuy nhiên thì cũng không nên quá là tiêu cực, vì thật sự thì Meili nó cũng chỉ là một tư chất 14, và các cái mối duyên nổi của nó ấy, các bạn ạ, nó gắn liền với nhiều võ sĩ tư chất 12, 13, cho nên là các võ sĩ bộ duyên ngầm của nó thì chắc là cũng không quá khó để nâng đâu. Hy vọng mà nó không dính vào một vài cái võ sĩ rất là mới, ví dụ như là con Lý Xuân Hương, Xiang Fei Hi Li này đúng không, hoặc là con Hilako ấy, hoặc đúng không, đấy, thì nó dính vào những cái con đấy thì nó sẽ khá là khó để nâng, hoặc là dính vào cặp Long Hổ Môn này thì hơi mệt đấy, thì hy vọng nó dính vào những cái cặp trọng hình bơm máu ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, nói đấy là nói về phần duyên nổi duyên ngầm. Về phần kỹ năng độc chiêu rồi tuyệt kỹ rồi nội tại, thật sự rất lằng nhằng, mình sẽ nói lại là rất lằng nhằng. Thì ở đây mình có tham khảo vài bản dịch của mấy người trên mạng, bao gồm bác Thanh Thanh này, rồi bác Vu ở bên Nhật Bản này đúng không, rồi là của bác Phạm Khương ở bên Quyền Vương 98 USA. Thì mình ở đây thì mình thấy rằng bản dịch của bác Phạm Khương thì mình nghĩ rằng mình đồng tình nhất, vì có thể là nó sát với server USA mình nhất. Đấy, mình xin phép là dùng cái bản dịch đấy. Tất nhiên là có chỉnh sửa để cho nó dễ nhìn hơn. Thì thật sự thì cái gì nhỉ? Đấy, mình sẽ quay màn hình cho của mình các bạn nhé. Đấy, thì đây cũng là một cái góp ý nhỏ nhỏ, nếu như bác Phạm Cương có đọc được, có xem được video, còn không xem được thì thôi vậy đúng không? Vì thật sự thì
Bác ấy đã làm cho như thế là tốt lắm rồi các bạn ạ. Đấy, có người làm cho mà xem là tốt lắm rồi các bạn ạ. Vì cái này thì hoàn toàn là không có gọi là lương lậu gì, nói chung là làm hoàn toàn bằng gọi là sự nhiệt huyết thôi, đúng không? Yêu thích thôi, thích thú thì làm thôi, chứ còn đâu không. Thế nên là chúng ta cũng không có cái yêu cầu gì cả, đúng không? Có chăng là góp ý thôi, anh em góp ý hết sức chân thành thôi, gọi là cùng phát triển. Hôm nay cùng một công thì bác có thể gọi là làm cho nó tốt hơn nữa thôi. Đấy, nó không thì như này là tốt lắm rồi, đúng không? Các bạn nhìn đấy, thế nên nó hơi hơi khó đọc, đúng chưa? Hơi khó đọc, đấy là cảm nhận của riêng mình, đúng chưa? Thế đây mình có copy lại và chỉnh sửa lại một tí sao cho nó dễ nhìn hơn. Hy vọng là các anh em cũng sẽ dễ nhìn với cái bản này, đúng chưa? Dễ nhìn với bản này. Và quan trọng thực ra là các bộ kỹ năng sơ sơ thì mình nghĩ cũng nắm được rồi, nhưng mà chi tiết thì thực sự khá là khó khăn. Thế mình sẽ đi ngay vào một phần bộ kỹ năng nhé. Thứ nhất là phần độc chiêu, tức là đòn đánh độc chiêu. Đấy, thì nó có tên là Tam Đoạn Cước và Lôi Quang Quyền. Sau này thì nó sẽ biến thành tứ môn, cái đấy thì mình sẽ nói sau, vì môn miếc của nó con này cũng khá là nhằng các bạn ạ. Đấy. Nó đánh hàng ngang hai người chứ không phải đánh hàng dọc ba người. Các anh em chú ý, hàng dọc ba người thì hàng trước và hàng sau, còn hàng ngang thì có ba hàng ngang đấy, đúng không? Ở đây nó sẽ đánh một trong ba hàng ngang đấy. Khi đánh thì nó sẽ giảm khá sát thương của các mục tiêu. Cái này thì sẽ giúp cho cái khả năng gây sát thương của Meili lên võ sĩ hàng sau phe địch tốt hơn. Mình nghĩ là như vậy, đánh kiểu xuyên táo đấy. Chứ thực sự nếu như mà các võ sĩ hàng trước mà giảm 10% khả sát thương thì thực sự nó không ăn thua các bạn ạ. Không ăn thua, đúng không? Thủ nó tăng một phát, mình nhớ không nhầm là 60 đến 70% khả sát thương. Đây nó giảm 10% thực sự chưa là cái gì cả, đúng không? Có chăng là bọn hàng sau thôi. Đấy, cái quan trọng hơn đó là nó sẽ đánh dấu cả hai mục tiêu. Đúng chưa? Đánh dấu này nó đánh số 1 2 3 các bạn ạ, nhiều điểm danh ấy. Đấy, các anh em nào đánh PK tuyệt kỹ thì đều biết rồi. Đấy. Mỗi lần nó sẽ đánh dấu một lần, mỗi lần nó sẽ đánh dấu một mục tiêu, đúng chưa? Bị đánh dấu lần số 2 thì số 1 đấy sẽ nhảy thành số 2. Đấy, và tất nhiên lần thứ 3 thì nó sẽ thành số 3. Đấy, và mỗi một cái dấu ấn đấy thì sẽ hồi cho Meili 10%. Hai con này thì mỗi con mà bị 3 dấu ấn thì 3 cộng 3 sẽ là 60% HP. Như vậy đòn đánh độc chiêu sẽ làm giảm sát thương và chắc chắn hồi HP cho Meili, đúng chưa? Và cái ác của nó là mình thấy nó ác ở chỗ đó là nó hồi phần theo phần trăm HP các bạn ạ, theo phần trăm HP. Đấy, tức là nó không phụ thuộc nhiều lắm vào cái khả năng tấn công. Tức là sau này bạn có thể lắp phím thủ cho nó cũng được. Đấy, thì nó vẫn hồi hồi máu như thường mà nó không phụ thuộc vào cái lượng đòn sát thương nó gây ra. Nó khác hẳn với đòn hồi máu của bánh bao hay là đòn hồi máu của Athena hay là của Eorzea vân vân, là nó phụ thuộc về cái khả năng gây sát thương. Đấy, cái này mình đánh giá là một cái khá là hay. Và nó theo thiên hướng, mình nghĩ là theo thiên hướng là thiên hướng phòng thủ nhiều hơn là thiên hướng về tấn công. Đây là cái độc chiêu thứ nhất của nó các bạn nha. Độc chiêu thì nó có một cái ý thứ hai, ý này là ý phụ, đó là khi mà mục tiêu đang có số dấu ấn tối đa là 3. Thế trường này thì mình nghĩ rằng không dễ đạt được đâu, không dễ đạt được ấy, vì nó phải đánh vài lần hoặc là trận đấu nó kéo dài thì mới có dấu ấn là 3 được, đúng không? Đấy, thì chút nữa mình sẽ phân tích xem là con Meili này đi với đội hình như thế nào là sẽ hợp lý ấy. Chẳng nhẽ trong mình nghĩ trong các đội hình đánh dài có bộ sao thế rùa là đánh dài đấy, chứ còn đâu rắn với cả hổ với cả gấu thì càng đánh nhanh, đúng không? Đấy, ok. Nhưng mà rùa thì chưa chắc là đã cần được này, chút nữa thì mình sẽ phân tích tại sao, đúng không? Ok, con Meili là một con rất lằng nhằng dưới điện các bạn ạ. Đấy. Tháng trước thì nó đua con Athena nhìn cho mình hai, thực ra là vừa rồi đấy, mình không có nhiều thời gian nghiên cứu nên thành ra là cũng không không có một cái nhìn gọi là xác đáng sâu sắc phân tích chi tiết để thật sự là lâm một cái hố bùn các bạn ạ. Lâm một cái hố bùn con Athena 2012. Ở đây rất nhiều anh em cũng cái gì nhỉ, lâm vào theo, đặc biệt là các anh em nông dân. Mình biết rằng đa phần những người theo dõi kênh Tàu Lú Chỉ Đáo của mình là những anh em nông dân thôi, cho nên là video này cũng dành chủ yếu cho anh em thôi, và mình chắc chắn là rất là muốn các bạn có một cuộc chơi nó lâu dài, đấy, một cuộc chơi nó hiệu quả chứ không phải để thọt rồi chán, đúng không? Đấy, ok. Đấy, khi mô ấn tối đa là 3 thì nó sẽ bị giảm 200 độ mục tiêu. Đấy, tức là khá là hữu dụng nếu như mà đánh lâu đánh dài, đúng không? Đấy, không chỉ hồi máu giảm sát thương bên phe địch đánh dấu thêm mà còn giảm độ của nó nữa, đúng chưa? Ngoài ra thì còn có nếu như đang trong một trạng thái anh hùng xuất chiến, tức là nó biến hình thì các bạn ạ, thì có thêm khả năng làm choáng. Đây mới chỉ là trạng thái bình thường các bạn nhá. Lâng lên nhị môn chắc chắn nó sẽ còn thú vị hơn một chút nữa. Đấy. 25% là một tỷ lệ cao đấy các bạn ạ, tỷ lệ cao đấy. Các bạn chú ý nó đánh hai con các bạn, đúng không? Nên tỷ lệ choáng từ 25 nó sẽ biến thành 50% choáng các bạn ạ. Đây mình xem lại là một tỷ lệ cao. Đấy, một tỷ lệ cao. Trạng thái anh hùng xuất chiến là trạng thái như thế nào? Các bạn có thể thấy là mình như mình nói là nó có thể các bạn phải hiểu là trạng thái biến hình của nó. Tức là con này nó có hai trạng thái, một trạng thái bình thường, một trạng thái biến hình.
tất nhiên phải đặt điều kiện nào đó thì nó mới biến hình được, đúng không? Cái điều kiện biến hình này thì chút nữa thì mình sẽ nói thêm ở phần sau nhá. Đấy, chứ không phải tự nhiên vào trận nó biến hình được các bạn ạ, vào trận nó không biến hình đâu. Ok, cái lá độc chiêu. Đấy, phần thứ hai là phần tuyệt kỹ. Đấy, nó có tên là dã thú cước và mê ly phi đạn. Dã thú cước là tên ở trạng thái bình thường, còn mê ly phi đạn là cái tên tuyệt kỹ mà nó ở trạng thái anh nó chiến. Đây là bản dịch của Pháp, bác là Phạm Khương. Đấy, đúng không nhỉ, hình như đúng tên này đúng không? Cụ thể thì như sau: ở trạng thái bình thường thì nó sẽ gây sát thương lan và 25% tỷ lệ gây choáng mục tiêu chính. Đấy, cũng lại là choáng đúng không, nhưng ở đây chỉ là một mục tiêu thôi các bạn ạ. Và các bạn chú ý khi tấn công nó tấn công một mục tiêu chính nha. Còn cái 40% sát thương lan thì thật sự mình nghĩ rằng nó mang tính chất kích nộ nhiều hơn, vì con này nó không phải đánh lan như kiểu nó mà đánh lan như kiểu là của Terry hay cấp 3 các bạn ạ. Thì cái tỷ lệ đánh lan này nó tàn bạo vô nhân đạo luôn, nhưng tỷ lệ đánh lan của con này thật sự nó không ra cái gì hết, nên là mình nghĩ rằng cái đánh lan này thì thật sự nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Đấy, chủ yếu là làm choáng mục tiêu này, cái mục tiêu này đúng không. Đấy, khi tuyệt kỹ này thì nó còn gây thêm một cái ảnh hưởng nữa, đó là tăng cho bản thân 20% cả sát thương. Đây lại là một cái thiên hướng về phòng thủ đúng không. Đấy, như vậy là cũng có thể gọi con Meili là một con tanh nhẹ cũng được các bạn ạ. Đấy, đúng không. Ngoài ra thì lập tức đấy là tăng cho bản thân 20% sát thương rồi nha. Đấy thì nó sẽ trâu bò hơn, chỗ này lên mình nghĩ để dấu chấm thì tốt hơn đúng không, vì nó không liên quan gì đến phần trên cả. Đấy. Nếu như mà máu của con Meili trong trường này tại thời điểm đấy mà nhỏ hơn 40% thì nó ngay lập tức sẽ hồi 50% máu và biến hình, đúng chưa, và biến hình. Đấy, và biến hình đây tất nhiên là lượt kế tiếp mới được dùng. Đấy, thì đây là điều kiện số 1 để con Meili biến hình các bạn nhá, tức là máu của nó dưới 40% và được tung tuyệt kỹ. Đấy, đây là điều kiện thứ nhất. Mình check lại là điều kiện để nó tung tuyệt kỹ là máu phải thấp và phải được tung tuyệt kỹ. Đấy là nó sẽ biến hình. Và tất nhiên khi biến hình thì nó sẽ trâu bò hơn đúng không, nhưng mà ở lượt sau các bạn nhé, chứ không phải lượt này. Đấy. Còn giả dụ trong một trận đấu lâu dài hoặc Meili đã thỏa mãn một điều kiện biến hình nào đó trước đó rồi, để khi Meili đã đang ở trạng thái biến hình và có full nộ khí thì Meili sẽ dùng một cái tuyệt kỹ nó sẽ khác đi một chút. Và tất nhiên con gì chăng nữa nó đã biến hình thì nó phải khỏe hơn đúng không. Đấy, siêu xây ra nó tất nhiên là phải khỏe hơn thằng xây ra bình thường rồi đúng không. Ok. Đấy. Thì nó vẫn tấn công một mục tiêu. Đấy, nhưng thay vì là chỉ có mỗi đánh lan thôi, ở đây thì lần này nó không thể đánh lan nữa các bạn ạ, không thể đánh lan đúng không. Đấy, nó sẽ tiêu thụ toàn bộ dấu ấn trên mục tiêu. Đấy, tức là mấy cái đánh số ấy các bạn ạ, tối đa mỗi con bị 3 dấu ấn các bạn nhé. Đấy, và đây là tấn công một mục tiêu thôi, và mỗi dấu ấn thì sẽ tăng thêm 20% sát thương. Như vậy con nào đen đứng trước đúng không, đứng trước mà bị nó đánh dấu đúng chưa. Đấy, thì nó sẽ tăng lên tối đa đến 60% sát thương các bạn ạ. Mình nói luôn, kể cả con vị to tới mấy cũng phải gọi là ngất ngược, cũng phải không chết thì cũng phải gọi là ngắc ngoải các bạn ạ. Tăng 60% sát thương nó khủng bố, mình nghĩ rằng chả kém gì Yashiro thổ khi mà nó tung tuyệt kỹ nó tăng 60% khá sát thương đúng không. Nó thành như một con tư chất 15 luôn các bạn ạ, đánh tẹp bô nó không mất máu đúng chưa. Thế con này các bạn thấy nó sút cho thì tôi vêu mồm luôn. Đấy, và tăng thêm 5% tỷ lệ chí mạng. Mỗi dấu ấn thì tăng thêm như vậy thì tăng thêm 15% tỷ lệ chí mạng, kết hợp thêm một vài yếu tố búp nữa thì mình nghĩ rằng ồ, nhưng thôi cái tỷ lệ chí mạng này không quan trọng lắm bằng cái tăng 20% sát thương. Rồi, đây là một trong những cái mình nghĩ rằng khá là tuyệt vời của con Meili hiểu trạng thái siêu nhân đúng không. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mục tiêu không bị kết liễu thì tăng cho bản thân 15% công. Đấy, cũng là một cái búp để đánh lâu dài cũng được các bạn ạ. Đấy, tức là trong những cái lượt đầu nếu như mà Meili mà không giết được nó thì trong những lượt sau chắc chắn là Meili giết được đúng không. Lượt này không giết được thì để lượt sau. Ok. Mà nội tại của Meili thì ta tăng, nhưng nội tại của Meili khá là ác ở chỗ nó lại là tăng theo hướng công các bạn ạ, tức là không phải tăng thủ. Đấy, thế nên là cũng không biết là dùng theo hướng công hay hướng thủ thì tốt hơn đúng không. Đấy, trên hay hàng dưới thì tốt hơn. Đấy, tuyệt kỹ thì nó tăng khá sát thương đúng chưa. Đấy, tăng cho bản thân khá sát thương. Đấy, còn khi ở trạng thái anh siêu nhân thì nó lại đam to đúng không, khá lăng nhằng, khá lăng nhằng. Ok, đấy mình bảo mình lăng nhằng chút nữa thì mình sẽ phân tích kỹ đi vào đội hình nào đúng không. Đầu tiên là lý thuyết là thế đã. Rồi, đấy là cái độc chiêu khi các đòn đánh của Meili ở trạng thái độc chiêu và trạng thái là tuyệt kỹ. Các bạn có thể thấy là nó phụ thuộc khá là nhiều vào trạng thái anh xuất chiến.
chỉ khi ở trạng thái hero này, trạng thái anh hùng này thì mình nghĩ rằng nó mới phát huy hết được sức mạnh, tối đa sức mạnh. Thì mình lúc đấy có vừa có nói cái điều kiện thứ nhất, một trong các điều kiện để Meili có thể biến hình được, đó là máu của nó thấp, đúng không? Máu của nó thấp đấy. À, và được tung tuyệt kỹ ở lượt đấy. Đấy, điều kiện này thì mình nghĩ rằng không hẳn là dễ thực hiện đâu, không hẳn là dễ thực hiện đâu, đặc biệt nếu như Meili ở đứng ở hàng sau ấy, đứng ở hàng sau ấy thì rất là khó để có thể gọi là máu dưới 40% lại có full nộ được, đúng không? Nó khó đấy. Đấy, còn đứng ở hàng trên thì mình nghĩ rằng khả năng cao là sẽ được tung được biến hình nhanh hơn, nên mình vote một phiếu là tạm thời thì hiện tại là chắc là để Meili ở hàng trước. Đấy. Còn một điều kiện thứ hai nữa ở trong phần nội tại để Meili có thể biến hình được, chúng ta cùng đọc xem là cái gì nhé. Đó là khi có từ hai đồng đội trở lên bị hạ gục thì Meili sẽ biến vào trạng thái là trạng thái anh hùng xuất chiến, tức là trạng thái hero đấy, đúng không? Mình sẽ lại là có hai đồng đội bị tiêu diệt đấy, thì Meili sẽ biến vào trạng thái anh hùng xuất chiến ở lượt sau đó. Đấy, khi biến vào thì sẽ được giải trừ toàn bộ hiệu ứng xấu, nhận đầy thanh nộ, full nộ luôn và hồi máu cho bản thân. À, điều đấy cũng có nghĩa rằng Meili khi đó ấy, thì cũng sẽ được tung tuyệt kỹ ở trạng thái siêu nhân này luôn các bạn này. Đấy, nó cũng sẽ tung tuyệt kỹ làm Meili phi đạn luôn, vì nó đầy thanh nộ mà các bạn, và đang ở trạng thái siêu nhân rồi, đúng không? Đấy, chắc chắn thì sẽ tung lượt độc chiêu ở lượt kế tiếp khi mà kích hoạt trạng thái. Rồi, như vậy thì cái nội tại này là nội tại tương đương, nó ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng của nó tương đương với con sáng thế hổ của Teddy 2K3. Tức là khi đồng đội của Teddy 2K3 chết đi thì Teddy 2K3 sẽ được kế thừa rất nhiều thứ từ đồng đội, ví dụ như là tỷ lệ chính mạng, ví dụ như là máu, ví dụ như là nộ khí, đúng không? Đấy, thì con này cũng tương tự như vậy, nhưng nó không kế thừa các bạn ạ, mà mặc định là nó đầy thanh nộ và hồi một lượng máu nhất định cho bản thân luôn, và thanh tẩy hiệu ứng luôn. Teddy 2K3 cũng có thanh tẩy, thì các bạn có thể hiểu cái này gần gần giống như Teddy 2K3, đúng chưa? Đấy, một cái búp mình nghĩ rằng phụ thuộc khá nhiều vào vị trí sắp xếp. Như vậy nếu như Meili để vị trí hàng trước thì khả năng cao là Meili chết, còn chết trước cái đồng đội của nó, đúng không? Thế nên nội tại này thì Meili lại phải để hàng sau các bạn ạ, để cho đồng đội chết đi thì Meili mới bắt đầu tỏa sáng, đúng chưa? Cũng giống như Teddy 2K3, cũng giống như Teddy 2K3. Đấy, thế nên nhiều người sẽ vote một phiếu cho Meili vào trong sáng thế hổ, tức là khi đồng đội của bạn chết đi. Đấy, thì chắc chắn có hai võ sĩ được búp cực kỳ kinh khủng, một là Teddy 2K3 và hai là Meili. Hai con này sẽ cày, chắc chắn sẽ cày nát đội hình bên đội bạn, dù là Omiyaru Go hay Makaki hay cái quần què chẳng được, đúng không? Chắc chắn là sẽ bày hết vì hai con được búp mà các bạn. Đấy, hai con được búp rồi, đấy là cái nội tại thứ nhất. Đây cũng là điều kiện, mình sẽ lại điều kiện thứ hai để kích hoạt được cái khả năng biến hình của Meili. À, điều kiện này mình xét lại là không dễ thực hiện đâu, đúng không? Đội bạn phải chết đi hai người. À, điều đấy cũng có nghĩa là mình nghĩ rằng bạn sẽ phải chơi theo tương hướng là đội hình một vệ các bạn ạ. Chứ đội hình của bạn mà có hai vệ đứng hàng trước ấy thì khó mà chết được hai võ sĩ đấy. Đấy là theo suy nghĩ của cá nhân riêng mình, đúng chưa? Đấy. À, rồi nội tại tiếp theo, ý tiếp theo của nội tại đấy, nó chia như này thì thực sự mới hiểu được các bạn. Hôm trước mình cũng đọc những cái bản dịch khác đồng thường là cũng sát sát nhau, thực sự là chắc tại đầu mình nói chung là nó không gọi là phân tích nhanh được các bạn ạ, không, tức là bị rối luôn ấy, đúng không? Đấy. À, nội tại thứ hai của Meili là đánh dấu kẻ địch có HP cao nhất và chỉ số công cao nhất của địch ở đầu mỗi lượt. Dùng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ thì súng sẽ đánh dấu mục tiêu. Rồi, các bạn chú ý rằng đây sẽ là những cái thứ có khả năng đánh dấu. Và các bạn chú ý rằng trong phần tung tuyệt kỹ các bạn nhé, và trong cả phần tung độc chiêu thì đều có ý kiến liên, có cái ý liên quan đến số dấu ấn mà Meili đánh dấu được lên đối thủ. Đấy, độc chiêu nếu như mà số dấu ấn của nó đạt tới trạng thái là 3 thì sẽ đối phương sẽ bị giảm độ. Còn như ở trạng khi tung tuyệt kỹ mà địch thủ của Meili mà đang bị dính dấu ấn, đấy, thì nó sẽ tiêu thụ toàn bộ dấu ấn đó và tăng công, đúng không? Hay là tăng sát thương và tăng chí mạng với tỷ lệ cực lớn các bạn ạ. Do đó, việc đối phương bị dính dấu ấn là điều tiên quyết giúp cho Meili có một cú sát thương phải gọi là kết liễu. Đấy, chứ nếu không thì thật sự phải đánh vài lượt nó mới kết liễu được. Vì mình xem lại ngay từ đầu trên này, đúng không? Đấy, Meili là một võ sĩ nữ các bạn nhá, một võ sĩ nữ, và đặc tính của nó là đặc tính sát thủ. Đấy, đúng không? Nó phải dồn được sát thương, nếu không thì các anh em nào chơi những cái trò mà kiểu MOBA hay đúng không, Liên Quân đó nờ gì đấy đều biết sát thủ mà không giết được người thì sự phế toàn trận luôn, đúng chưa? Đấy. Thế nên đây là cái cách mà Meili đánh dấu vào kẻ địch. Mình xét lại là chắc chắn có hai dấu ấn và một thằng thấp máu nhất, một thằng quên mất, một thằng cao máu nhất và một thằng
có chỉ số công cao nhất, đúng chưa? Hai thằng đúng không? Hai con mình nghĩ là to đầu nhất đội đấy, đúng chưa? Đấy. À, mắc là ba rồi bốn. Mỗi đầu mỗi lượt các bạn nha, đầu mỗi lượt đúng không? Đấy. Dùng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ thì cũng sẽ đánh dấu mục tiêu. Độc chiêu thì sẽ đánh dấu được hai mục tiêu vì nó đánh hai thằng. Còn tuyệt kỹ tất nhiên chỉ đánh dấu được một mục tiêu thôi, vì mục tiêu đấy thì vì nó đánh một mục tiêu mà. Đấy đây đây đúng không? Tuyệt kỹ các bạn nhìn tấn công một mục tiêu, đúng chưa? Đấy. Rồi. Đấy là cái ảnh hưởng quan trọng giúp cho melee có khả năng sát thương, mình nghĩ là tốt, sát thương tốt. Khi đó thì tối thiểu khi mà tung tuyệt kỹ ấy các bạn ạ, thì chắc chắn là nó sẽ được tăng thêm 20% sát thương, đúng không? Đấy, bởi vì tấn công là đánh dấu luôn rồi, đúng không? Tiêu thụ đấy, ok, đại loại như vậy. Rồi, nội tại số 3, nội tại tiếp tục trong phần ý thứ 3 trong phần nội tại của melee, đó sẽ là búp một cái khả năng phòng thủ cho võ sĩ hàng trước phải ta. Đó là tăng 10% tỷ lệ đỡ đòn cho võ sĩ có máu bét nhất hàng trước phải ta. Nếu như mà võ sĩ này bị thằng nào đó đánh dấu ấy, nó tấn công thì sẽ được tăng thêm 5% tỷ lệ đỡ đòn nữa. Đấy, tăng thêm 5% tỷ lệ đỡ đòn nữa. Tổng cộng tối đa thì có thể lên tới là 40%, vì tổng cộng thì đội hình bên đội bạn là có 6 võ sĩ, đúng không? Nếu giả dụ mỗi võ sĩ bên đội bạn dính 3 cái dấu ấn đi, đúng chưa? Đấy, à không, đấy khoảng khoảng đấy đúng không? Đấy, thì 18 nhân 5 à, to đúng không? Ở đây nó chỉ tối đa 40 thôi đúng không? Chứ đỡ đòn nếu như 18 nhân 5 thì nó lên thành 90% thì kinh quản, đúng không? Nhưng mình nghĩ là môn nhất thì chắc là sau này nó sẽ tăng lên một chút. Đây sẽ là nó gọi là nhị môn các bạn. Đây là nhị môn là lũy tại. Đấy, sau này nó sẽ tăng lên. Đấy, mắc là 40%. Rồi bị đánh thì mới tăng các bạn nha. Bị đánh thì mới tăng, đúng không? Nghĩa là lúc đầu thì nó chỉ có 10% thôi, đúng không? Bị đánh nhiều thì nó mới tăng lên thêm đến 40%, tức là thành 50%. Thôi cũng được, đúng không? Còn hơn là không có, mặc dù nó chưa phải mạnh mẽ lắm. Mình đoán là chắc là nhị môn thì nó sẽ mạnh hơn. Đấy, chứ để cái gì nhẹ đến con số 6 nó đánh thôi thì thật sự cũng nát người rồi các bạn ạ. Đấy, ok. Đấy, đây là tăng đỡ đòn các bạn nhé. Đấy, rồi. Còn tiếp tục nội tại tiếp theo đó là nếu như Mady đang ở trạng thái xuất anh hùng xuất chiến đấy, thì còn được khả năng hút máu và khi mà đánh tấn công mục tiêu bị đánh dấu ấy thì tăng thêm tối thiểu là 2% hút máu nữa, tức là 12%, đúng không? Và tối đa là 20%, tức là nghĩa là cái khả năng hút máu của Mady khi ở trạng thái anh hùng xuất chiến thì sẽ được hút máu bét nhất là 12% và cao nhất thể lên tới 30%. Tất nhiên cộng thêm với thần khí lần trước thì của các bạn thì có thể tăng thêm nữa, nhưng mình cứ tạm gọi là từ khoảng 15-30% đi, đúng không? Đây là một chỉ số hút máu mình nghĩ ồ chẳng thua gì cả võ sĩ đẹp đâu. Đấy, nếu kết hợp thêm với cái nội nó kết hợp thêm với độc chiêu của bạn này, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy Mady thực sự là một con bài mình nghĩ rằng không hề dễ gọi là đánh gục đâu, đúng không? Đây là phần hồi phần trăm theo HP và đây cũng là phần trăm theo HP. Đấy, đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, nhưng mà 10% hút máu này, 10% hút máu cái chỉ số công của nó các bạn nhá. Đấy, chỉ số công của nó. Đấy, khá khó khăn đúng không? Mình nghĩ là con Mady như vậy để hàng trước cũng không thực sự là toàn diện. Đấy, để hàng sau cũng không thực sự là toàn diện. Đấy, khá là khó khăn. Nhưng mình nghĩ là đến đọc đến đoạn cuối này rồi ấy, thì mình nó còn một cái cuối cùng nữa, mình xin lỗi, còn một cái cuối cùng nữa. Đó là nó có khả năng kháng khống chế các bạn ạ. Ngay từ lượt xuống level 1 thấp nhất đó là 20%. Sau này lên cao thì chắc nó phải lên đến khoảng 30-40% tỷ lệ kháng khống chế. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu để cho nó đi hàng trước các bạn ạ, nhưng mà đi hàng sau, đúng không? Đi hàng trước nhưng mà đi hàng sau. Khá là khó khăn, đúng không? Đấy, khá là khó khăn. Đấy thì nhưng theo cá nhân nhận định của mình ấy, riêng mình ấy, thì mình nghĩ rằng Mady vẫn là một võ sĩ thiên hướng về sát thủ. Đấy, dù là có khá nhiều búp để mang thiên hướng về phòng thủ, nhưng cũng có những búp thiên hướng về tấn công. Và cái mạnh mẽ nhất của nó mình nghĩ là cái trạng thái anh hùng xuất chiến. Nó có khả năng dồn sát thương vào địch thủ, đúng không? Vào địch thủ. Đấy. Bản dịch này thì mình hình như nhìn nó có hơi khác bản dịch một chút của bác à. Thành phái gì ấy hôm trước nhỉ? Để mình tìm lại một chút. Cái nội tại nó có hơi khác một téo một teo các bạn ạ. Đấy, nội tại nó có hơi khác một chút thôi. Đấy, các anh em chờ mình một cho mình mấy giây nhé. Để mình tìm lại các bạn nhé. Hôm trước mình để cái đấy ở chỗ nào nhỉ? À đây rồi.
Đây rồi, mình sẽ lôi ra ngoài màn hình chính các bạn nhé. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn ạ. Đây đúng không? Đây 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 là bản dịch của bác Thanh Thành. Bác ấy tra cái gì này không thể ký tên, ký tiếc vào, thành ra mình hay nhớ nhầm tên. Đấy thì nó có khác khác một tí đúng không? Nó có khác khác một chút đâu nhỉ? À, nó cũng có, nó có khác khác một chút, đó là phần tung tuyệt kỹ các bạn ạ. Đấy, đó là khi ở trạng thái hero thì melee sẽ tấn công mục tiêu đang có nhiều dấu ấn nhất các bạn ạ. Đấy, đây là một cái sự khác biệt nhé. Mình nghĩ là bản dịch của bác Thanh Thành chỗ này có vẻ đúng hơn. Đấy, Thanh Thạch thì Thanh Thành gì đấy nhá, đúng hơn. Còn ở đây thì bản bản dịch của bác Phạm Khương gì đấy thì mình thấy rằng nó chưa, không không thấy cái đoạn là đâu rồi nhỉ, tuyệt kỹ ấy đúng không, không không thấy là nó ưu tiên tấn công. À, tấn công mục tiêu đã bị, à đây đây có đây là do mình cái gì nhỉ, không không đọc kỹ bạn. Tấn công một mục tiêu đã bị đánh dấu trước đó đúng không đấy, nhưng mà nó có không rõ bằng bên này. Bây giờ này tấn công mục tiêu gọi là cái gì nhỉ, có bị nhiều dấu ấn nhất đúng không. Chuẩn chuẩn chuẩn, mình nghĩ là tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất chuẩn hơn. Chúng ta cùng xem con Meli trong danh sách chỗ này các bạn nhé, để nhìn đúng không. Mình dịch tiếng Anh cũng không tệ lắm đâu các bạn ạ. Đấy, một số từ không biết thì phải tra Google hơi lâu ấy. Chứ mình cũng chủ động mà các bạn, này, chơi nó phải chủ động các bạn ạ, đúng không. Chứ như trong lúc như này công lại inbox người ta không hỏi đúng không, làm phiền suốt ngày nó không được hay. Tuyệt kỹ đây đúng không, tấn công đơn mục tiêu này thêm 40% sát thương này. Chỗ nào nhỉ, tấn công đơn mục tiêu, đây đây là tuyệt kỹ à, đây đây tuyệt kỹ chứ đúng không, đây mới là, đây mới là cái gì nhỉ, đây mới là, mình nhớ cái này là độc chiêu đúng không, cái này là nội tại đúng không, à không cái này là nội tại, à không cái này là độc chiêu, quên quên lâu ngày không nhìn, quên các bạn ạ, quên quên, đây 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 mới là tuyệt kỹ đúng rồi. Đây đây còn tuyệt kỹ có hai trạng thái. Trong này cũng nó cũng không ghi rõ các bạn ạ. Thảo nào bác Phạm Khương ba này dịch cũng không, cũng gì là sát đấy các bạn ạ. Dịch sát nghĩa đấy, nhưng mà trong này nó không có thôi. Đấy, nhưng mà trong PK lên server thì mình khẳng định chắc chắn là nó sẽ ưu tiên tấn công. Ưu tiên tấn công võ sĩ có nhiều dấu ấn nhất, đúng không? Đấy, mình, cá nhân mình nhận định là tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất. Đúng chưa? Đấy, tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất. Đấy, chỗ con đâu sai đâu thì sửa sau các bạn nhé. Đấy, tức là và phải lấy con Meli về đúng không, rồi đánh nhiều lần thì mới biết được, hoặc là đánh PK, PK hết rồi đúng không, để cho anh em nào đánh PK thì để cho mình biết là trạng thái chưa phải trạng thái siêu nhân thì không biết nào là có chọn mục tiêu nhiều dấu ấn nhất hay không. Còn đâu chắc chắn ở trạng thái siêu nhân thì mình đã khẳng định là nó sẽ tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất chắc chắn. Đấy, cái này thì mình đã kiểm kiểm chứng rồi. Còn khi ở trạng thái không phải siêu nhân thì không nhớ thôi. Đấy, thì cái này thì nó mới bắt đầu, nó mới gọi là nó có khả năng để chọn đúng không. Đấy thì các bạn ấy thấy nó kết hợp cái nội tại của nó, đó là nó sẽ chọn võ sĩ HP cao nhất và công cao nhất, đặc biệt là chỉ số công cao nhất này đúng không. Đấy, thì nó sẽ ưu tiên đánh một trong hai thằng này. Đấy, thì nó sẽ bị dính nhiều dấu ấn nhất vào các bạn. Đấy, thì nó mới có khả năng là khả năng sát thủ. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ rằng cũng không được hẳn là toàn diện. Giá như mà nó chỉ đánh một cái thằng công cao nhất này thôi thì tuyệt vời không, đúng không? Đấy, nhưng thôi cái này thì hên xui các bạn nhá. Đấy, hên xui. Rồi, đúng không? Đấy, đại loại nó là như vậy. Đấy, thành ra là thiên hướng về sát thủ. Mà sát thủ thì mình nghĩ rằng lên là để hàng sau.
để nó được hưởng lợi từ cây thiên phú, đó là tỷ lệ chí mạng, đó là tỷ lệ sát thương, đó là tỷ lệ khắc kỹ khắc đả, à quên, kỹ khắc 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 khắc, khắc vệ, đấy, đại loại như vậy. Thì mình nghĩ là lên để hàng sau để tăng cái khả năng gây sát thương của nó tốt hơn. Đấy, đấy là nhận định của cá nhân mình về con Meli. Về thứ nhất là về các nội tại, về vị trí đứng đúng không? Đấy, rồi hồn của con này thì các anh em chú ý lưu ý là hồn của nó là hồn hổ các bạn nhé, hồn hổ, hồn thạch thạch hổ, hồn hổ xịn này. Đấy, võ khi đầu trận thì cũng được hưởng nộ, võ sĩ chết, võ sĩ nào đó chết đi thì cũng được hưởng nộ. Đấy, rồi còn nó sẽ đi vào trong đội hình nào thì sẽ là hợp lý nhất, thì mình sẽ trải qua một vài đội hình mà mình nghĩ rằng Meli có thể dùng được, có thể dùng được. Thứ nhất là Meli ở trong đội hình team hổ, team hổ với võ sĩ hạt nhân là võ sĩ Terry Hakama chắc chắn không thể thiếu, võ sĩ thứ hai là võ sĩ Anis không thể thiếu đúng không. Các võ sĩ hồn hổ còn lại thì hoàn toàn có thể tùy biến. Võ sĩ vệ người ta thường dùng là võ sĩ Zero hoặc là Omega Rugo. Đấy, thường người ta yêu thích Zero hơn vì nó rẻ tiền. Chứ cái gì các ông cũng đòi mua bốn hết thì lấy đâu ra, đúng chưa? Tất nhiên là những ông nào giàu giàu thì các ông ấy quẩy hết luôn, đúng không? Quẩy hết luôn. Bốt gì các ông ấy cũng chơi. Đấy, mấy ông đấy thì cái gì nhè, không tí tiền, đúng không? Đấy. Rồi, còn các võ sĩ còn lại thì hoàn toàn có thể tùy biến. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy rằng cái võ sĩ gây sát thương chủ lực ấy, đấy, thì Terry 2K3 chắc chắn là võ sĩ có thể đóng vai trò chủ lực được. Đấy, khi mà bạn tiếp tục khi mà bạn nâng con Anis lên cái tầng gọi là tầng lục môn ấy, thì thật sự cái lượng sát thương mà con Anis nó gây ra cũng hoàn toàn không phải là yếu, cho nên cũng có thể một con là một con trợ thủ tốt cho Terry 2K3. Mà thật sự các bạn nào mà chơi Terry 2K3 thì sẽ biết con này nó đấm cho thì thật sự là nó bỏ qua đỡ đòn, mà các bạn lục môn nó bỏ qua đỡ đòn, kể cả Omega Dugo cũng không thể đỡ đòn được với nó. Đấy, thế nên đã xác định bị con này nó đấm vào mồm rồi thì chế gì nhẹ, chỉ có làm răng giả thôi các bạn ạ, không thể nào chống cự được trước con này. Đấy, mà muốn con Terry 2K3 này mà tốt được như thế thì đồng đội phải chết đi. Đấy, và một mình nó cần tất các bạn ạ, chứ nó không nhất thiết là phải cần phối hợp với ai. Tốt nhất tất nhiên là có Meli vào thì cũng tốt hơn, nhưng không có thì nó vẫn tốt. Thế nên mình nghĩ rằng Meli không hẳn nhất thiết là cần cho Terry 2K3. Thứ mà Terry 2K3 cần mình nghĩ rằng đó là khả năng chí mạng cộng thêm. Đấy, khả năng chí mạng cộng thêm. Mình lấy ví dụ có thể đi cùng với Ca Phẩy, là một con võ sĩ máu kha giấy, nó chỉ cần búp chí mạng sau đó nó toi cũng được, đúng không? Đấy. Hoặc là Terry 2K3 đi cùng với một võ sĩ ví dụ như mình đấy rất là ưa thích cái anh em đồng chân này dùng, đó là con Mai. Con Mai khi Mai chết đi thì Mai sẽ bơm nộ cho toàn bộ võ sĩ, và tất nhiên Terry 2K3 vừa được bơm nộ và vừa được kế thừa luôn cái lượng nộ Terry Mai đã Mai chết, thành ra Terry 2K3 đảm bảo một cái tỷ lệ có tuyệt kỹ chắc chắn luôn, đúng không? Nó sẽ tốt hơn hẳn so với con Meli. Chứ còn đâu mình nghĩ là trong đội hình, mỗi một đội hình ấy, thì nó lên là cân bằng hài hòa giữa cái yếu tố. Sáng thấy hổ đã có Terry 2K3 rồi thì liệu Meli còn nó cần thiết hay không? Theo cá nhân mình nhận định là không hẳn cần thiết. Ngoài ra thì Mai còn thường là được búp nộ cùng với được gọi là tăng khả năng sát thương cùng với võ sĩ hồn hỏa, mà nên là được tăng sát thương với Ca Phẩy và Cao Nét này cùng là hiệu quả với nhau. Đấy. Thì có thể là tăng sát thương, chứ còn con Meli này thì chắc chỉ đi cùng team siêu lữ thì được búp thôi, chứ còn đâu hầu hết các team khác đều không được búp. Đấy, đều nó không cái gì gọi là búp cho nó cả, vì thực sự thì bản thân nó đã là có khả năng búp rồi. Đấy, tự nó búp cho chính nó rồi. Đấy là nhận định thứ nhất của mình về Meli trong Sáng Thế Hổ. Đấy. Sau này thì Sáng Thế Hổ sẽ cần ai? Trong tương lai thì mình nghĩ rằng Sáng Thế Hổ thì thật sự điểm yếu của nó đó là không, nếu như mà không giết được người ấy, đấy, hoặc là bên ta mà không chết ấy, đấy, thì sẽ khó sống. Đấy, mà nếu như bên phe ta mà chết nha thì không được phép chết hết, để Teddy 2K3 lộ điểm yếu ở hàng sau ra thì hơi mệt. Nên là mình nghĩ rằng các anh em ở Sáng Thế Hổ thì cần một con tanh chất lượng. Đấy, tức là con Zero ấy, nó phải ở trạng thái là trạng thái mắc binh, hồn khí lục bốt đúng biết đàng hoàng, hoặc là chơi hẳn Omega Dugo, đúng không? Đấy, chứ không nên đầu tư với cái lượng kim cương cái chỗ mà nó không hẳn là cần thiết. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chỉ ở trong team tứ hồn. Đấy, con hội sáng thì rắn là mình vứt đi các bạn nhé, bỏ qua sáng thì rắn nhé. Đấy, bỏ qua sáng thì rắn vì con này nó hồn hổ, đúng không? Đấy, sáng thì rắn hoàn toàn không cần bất kỳ một con hồn hổ nào cả. Đấy, mà sáng thì rắn mình nói luôn, nếu như nói về đam chủ lực ấy, đấy, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Chrysalis thì nó hơi hơi máu, nó hơi hơi giấy mà nó dễ bị bắt, không nên làm chủ lực. Mình nghĩ rằng con rắn chuẩn nhất ấy, không phải con Leo La Dị đâu, mà phải là con Ascription.
nó không những là tư chất 15, các bạn có thể lấy được tư chất 15 nhờ 3 sao, nhờ một lượng kim cương rất ít ỏi các bạn cũng có thể nhờ vào may mắn lấy được. Còn với khoảng độ mình nhá, gọi là số gọi là bình thường nhá, không đen quá không đỏ quá nhá, thì 2.500 điểm nó rơi vào khoảng 14-15.000 kim cương, chắc chắn bạn có attribution 3 sao. Đấy, đây là không đen không đỏ đấy, đúng không? Đấy, khoảng đấy. Đấy thì nó tốt hơn hẳn so với Meili đấy trong thời gian dần. Đấy, còn đây mình đang nói về trong tứ hôn thì con này sẽ là hồn hồ. Tuy nhiên thì tứ hôn thì mình nghĩ rằng nó cũng không hẳn phù hợp đâu. Vì tứ hôn các bạn chú ý nó bắt buộc phải có hai thằng, đó là thằng Eorizi và thằng Leolazi. Đúng không? Đấy, trong đó thì Eorizi là võ sĩ hệ hỏa, nên thông thường hồn hồ nó hay đi kèm với Kaonet. Và thật sự hỏa tứ hồn là thứ best nhất rồi các bạn ạ, khỏe nhất rồi. Đấy, khi đó thì cả Kaonet thằng này này và thằng Eorizi sẽ cùng nhau bắt tay tạo nên cặp combo, cặp sát thương gọi là kinh người. Lý do cái gì đó là cái nội tại của con Kaonet này nó có khả năng búp lên tới tối thiểu là 20% này sát thương tuyệt kỹ cho võ sĩ Meta, võ sĩ dùng lửa Meta đấy. Ngoài ra tối đa thì mình để ý nó lên tới gần 30% sát thương tuyệt kỹ. Đấy, đúng không? Đấy, và đây là nội tại chứ không cần phải đánh dấu gì mà có nhá. Đấy, cứ tung sát thương là được tăng tuyệt kỹ rồi. Cứ tung tuyệt kỹ là được tăng sát thương rồi. Đấy nên là mình nghĩ là nó hồn hổ tốt hơn sẽ là con Kaonet hoặc thậm chí là con Mai. Đấy, chứ nó không nhất thiết phải là con hoặc là ca phẩy, nó kích chí mạng mà cùng hệ hỏa luôn, đúng không? Thường thường mình hay thấy là hỏa tứ hồn có lẽ ca phẩy là best nhất. Đấy, về hồn hổ vừa búp chí mạng vừa là hỏa đi cùng với Kaonet để yêu đi dị. Thế nên Meili chắc là gọi là tạo ra một sự khác biệt để đánh cho vui mắt thôi. Chứ hiệu quả thì mình nghĩ rằng không bằng những cái võ sĩ trước đó. Dù Meili là cái võ sĩ mới hơn. Đấy. Không phải cứ mới là tốt đâu các bạn ạ. Mới là tốt đâu. Thứ ba là trong hồn rùa, team này thì team chưa ra mắt. Đấy, về sau các bạn ấy thấy nó có một con hạt nhân là con Nimnes. Thì con Nimnes nó cũng là một con thuộc hệ hỏa. Đấy, cũng là một con thuộc hệ hỏa. Và sau này thì cá nhân mình nhận định thường thường người ta hay chơi Adventure. Ngày xưa mình chơi Adventure ở trạng thái là đam chu lực của sản thí rùa. Đấy, vì cái độ lầy của nó thì gọi là vô đối luôn. Đấy, độ lầy của nó và sát thương của nó thì mình nghĩ rằng chắc chắn là Meili không thể đọ được. Ông nào thích cãi nhau ra đây cãi tay bò, đúng không? Chắc chắn Meili không thể sát thương bằng Ash được. Càng lên môn Ash nó càng trâu bò hơn các bạn ạ. Về mặt sát thương nha. Đấy, về mặt sát thương. Nên là mình vote ngoài ra nó hiệu quả nha. Và Limnes cũng hiệu quả. Thành ra là cùng được hưởng boost của con Kaonet. Mình một vote cho con Attribution hơn là con Meili ở trong team sản thị giật. Cho nên theo cá nhân mình nhận định thì con Meili chỉ tốt cho đúng một đội hình thôi. Đó là đội hình team siêu nữ. Nơi mà Meili sẽ được boost công bởi thứ nhất là chính nó rồi, đúng không? Đấy, thứ hai là Shermy hoặc là Athena 2022. Cả hai con thì là cộng dồn thì kịch tính nhau một thôi. Đấy. Thứ hai là được búp công bởi con Robert hoặc là trạng thái trợ thủ hoặc là trạng thái trong đội chính. Thông thường sẽ ở trạng thái trợ thủ. Đấy, con Robert thì các bạn ạ. Đấy. Trong đội hình chính thì nó cũng tăng công cho võ sĩ. Mà ở trạng thái trợ thủ thì nó cũng tăng công cho võ sĩ nữ các bạn ạ. Đấy, con này một con búp cho võ sĩ nữ khá là bá đạo. Đây đúng không? Big Hot Guy đúng không? Đấy. Đúng chưa? Nhị môn thì nó đủ thành tăng theo phần trăm công của bạn nhé. Chứ nó không tăng theo các chỉ số nhỏ nhẹ nhài đâu. Đấy. Thì mình nghĩ rằng đấy có lẽ sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp nhất cho Meili. Phù hợp nhất cho Meili. Và ngoài ra thì hiện tại thì team siêu nữ hiện tại đang thiếu một vị trí đam chủ lực. Mai chưa lên đến tầng lục môn, thậm chí lên đến tầng lục môn ấy, thì nó là sát thương diện rộng chứ nó không phải là vị chủ lực. À, nếu như mà dùng con Leola thường ấy, hoặc là Leola dị chắc còn được hơn một tí nhé. Nhưng mà Leolazi thì phụ thuộc nhiều hơn vào tứ hồn chứ nó không đẹp trong team siêu nữ lắm đâu. Đấy, nó nội tại giảm công của nó trùng với Mai, đúng không? Không hẳn là cần thiết. Đấy, nó phù hợp cho tứ hồn hơn. Thì còn Leola thường thì tư chất 13 nó máu nó dày quá, rất là dễ bị bắt. Đấy, thì có lẽ Meili sẽ là cái hạt nhân đóng vai trò sát thủ tốt nhất, đúng không? Đấy, nhưng mà nó quái lắm một chỗ rất rất ác các bạn ạ. Đấy, mình xem lại cuối cùng là khẳng định là siêu nữ sẽ là bến đỏ của Meili các bạn nhá. Đấy, bến đỏ của Meili. Đấy, nhưng mà nó ác ở chỗ nào các bạn? Đấy, đó là toàn bộ những người chơi team siêu nữ thời điểm vừa rồi ấy rất bất ngờ với Athena 2022 và đều sẽ phải dốc kim cương vào lấy nó, ví dụ như mình, đúng chưa? Nếu như tiếp tục trong tháng này, nếu như mà tiếp tục đua Meili ở mình nghĩ là lấy Meili ở trạng thái 2-3 sao 3 sao thì
không không khó đâu, nhưng mà đua melee khô máu thì sẽ không đủ kim cương để chơi những sự kiện tiếp theo đâu. Mình lấy luôn ví dụ như hồn vũ khí melee này, công chỉ có đứng nhìn này, đúng không? Hoặc là không đủ đồ để chơi mèo tháng sau chẳng hạn, hoặc là lấy thêm những cái võ sĩ tư chất, võ sĩ nữ tư chất 14 15 khác nữa. Mình nói luôn là sau này còn rất là nhiều tư chất võ sĩ nữ gọi nha, mà nó đã chơi theo kiểu hướng này rồi ấy, là rất bất ngờ đấy các bạn ạ. Không biết đằng nào mà lần đâu, đúng không? Không ông nào đoán Melee tư chất 14 ra được USA đâu. Đấy. Thành ra sẽ rất là đau đầu đấy các bạn, rất là đau đầu. Đấy. Đấy, bài phân tích của mình về cơ bản là như vậy, với những cái bộ kỹ năng theo thiên hướng nửa công nửa thủ, trong đó thì thiên nhiều hơn về khả năng sát thủ, đổi trội hơn về khả năng sát thủ, và đội hình hợp lý nhất sẽ là đội hình kim số nữ. Các đội hình khác thì có lẽ là các bạn sẽ phí hoài một lượng kim cương nếu như mà lấy đó về. Đấy, không tin thì cứ thử mà xem, đúng không? Sau này các bạn chắc chắn sẽ phải thay thế nó bằng một võ sĩ khác. Đấy. Ở riêng với các anh em S60, S61 thì mình nghĩ rằng lên hết sức cân nhắc, hết sức cân nhắc, bởi vì các bạn chỉ cần một lần đua bốt hụt, hoặc là đua về rồi mà không đưa vào đội hình chính để dùng ấy, mình nghĩ rằng các bạn sẽ hối hận rất rất nhiều, hối hận rất rất nhiều. Lý do là cái thời điểm server mới, cái việc tích kim cương là rất khó, không giống như ở Gaia Quyền Nguyên Chính Thám Việt Nam, chúng ta mỗi ngày có tới 3 cơ hội, và mỗi cơ hội có mỗi có 3 lần, và mỗi lần thì có cơ hội nhận tới từ 200 đến 400 kim cương. Đấy, tức là một ngày đâu từ 50 đến 200 kim cương, tức là một ngày các bạn có khoảng free tối đa lên từ 600 kim cương, đúng không? Đấy thì đấy là một nguồn kim cương free rất rất lớn. Đấy, còn bên này thì thật sự không có các bạn ạ. Đấy, hoàn toàn là phải trích góp, chi tiêu từng tí một. Boss 3 sao lấy về có thể là dễ, nhưng để tích lũy kim cương để chơi một cái sự kiện ngon đầy đủ, đấy, hồn vũ khí cũng đàng hoàng, là một bài toán khó. Đấy, các bạn bắt buộc phải bỏ một vài event, bỏ một vài sự kiện, và chỉ cho phép chơi một vài sự kiện, chứ không thể chơi toàn bộ được. Đấy, đây là mình cho rằng là một điều hợp lý và hay ho. Chứ để các ông sự kiện nào công lấy về hết thì còn gì là tình chiến thuật, đúng không? Rồi, video cũng khá là dài rồi, một video mình nghĩ rằng lèm bèm rất là nhiều với nguồn tài liệu. Cảm ơn bác Thanh Thành, bác Phạm Phương đã dịch hết sức là tâm huyết sâu sắc cho các anh em có thể gọi là hiểu hiểu được vấn đề, đúng không? Hiểu hiểu vấn đề, chứ thực sự con này là một con mình chém lại, con Melee là một con võ sĩ lăng nhằng dây điện. Đấy, lộ tại của nó thực sự rất phức tạp, nó phức tạp hơn nhiều so với con Omega Rugal ngày xưa mình đọc lần một các bạn ạ. Omega Rugal mình đọc khoảng 2 lần là mình hiểu rồi, là làm lắm được rồi, biết dùng rồi. Con này đọc 3 lần vẫn chưa hiểu, đúng không? Hôm nay phải ngồi ngầm nghiền ngẫm thật kỹ càng mới hiểu được các bạn ạ. Đấy. Các anh em có ý kiến gì về võ sĩ Melee trong từng trích đoạn, đúng không? Trong từng phút nào đó mình phải nhớ pau lại và để lại ở phần mô tả của video. Chúng ta còn phải bàn luận thêm về Melee trong những mấy ngày tiếp theo. Thời gian đua Melee sẽ là bắt đầu từ ngày 27, bắt đầu từ 5 giờ sáng, 5 giờ chiều ngày mai theo giờ Việt Nam, và cộng thêm sau đó khoảng 5 ngày nữa, khoảng 5 ngày nữa. Và thời gian kết thúc Melee sẽ là khoảng độ 8 rưỡi sáng, khoảng độ 9 rưỡi sáng, 9 rưỡi sáng thì đúng hơn các bạn, 9 rưỡi sáng sau ngày 27 5 ngày, tức là khoảng độ mùng mùng 2 thì phải đấy, đúng không? Đấy, nó khoảng khoảng thì khoảng nha. Đấy, khoảng mùng 2 mùng 3 gì đó, khoảng mùng 2 mùng 3 gì đó, tháng 12 các bạn theo giờ Việt Nam nhé, 9 9 rưỡi sáng. Đấy là cái thời gian đua. Nói chung thì các bạn sẽ còn rất là nhiều cơ hội để gọi là phân tích, để gọi là nghiền ngẫm. Video này hy vọng sẽ giúp các bạn đỡ đau đầu hơn về con Billy, và có thêm cái nhìn nhiều chiều hơn về một võ sĩ hết sức là mới mẻ và bất ngờ của QV của KOF USA. Chúc bạn một buổi tối ngon giấc. Còn nếu như xem video vào buổi sáng ngày mai thì đừng quên cái gì nhỉ, để lại một like, subscribe cho kênh của mình với sự tâm huyết, đúng không? Không chỉ của Phạm Phạm Cương, của Thanh Thanh, mà còn của cả Blue S98 nữa. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.